đến cái đền văn hóa Đông Sơn, tức là những cái hình tượng mà quý vị chúng ta khi mà khai quật ra cái trống đồng Đông Sơn đó, thì lúc đó thì qua cái tìm hiểu thì những cái nước châu Á và nói cái khác cả những nước Đông Nam Á nữa, họ nhận rằng là cái trống đồng Đông Sơn đó là thuộc về cái văn minh của người ta. Nhưng mà sau này thì nhiều nước tranh cãi quá, nên thành thử ra chúng ta họ mới lập ra một cái gì ạ, một cái phiên tòa để phán xét xem cái trống đồng nó thuộc về nước nào. Mà sau đó thì nào là Hàn Quốc này, Nhật Bản này, kể cả Trung Quốc và Indonesia nữa cũng đi vào và nhận rằng trống đồng Đông Sơn của họ. Nhưng mà sau này thì chỉ có duy nhất người Việt Nam của chúng ta thì mới mô tả, tức là gì ạ, nói về cái ý nghĩa, những cái hoa văn họa tiết từ những cái con chim lạc ở trên cái mặt trống đồng, rồi cặp nam và nữ giao hợp trong cái tư thế của giao hợp đó, và những cái cây cối hoa lá cành biểu thị cho cái tín ngưỡng phồn thực của người Việt, nên thành thử ra trống đồng Đông Sơn là của Việt Nam. Và hôm tới thì chúng ta quay trở về thì hướng dẫn sẽ giới thiệu với mọi người chúng ta tỉ mỉ hơn nữa về cái nền văn hóa, một cái nền văn minh Đông Sơn mà chúng ta di chuyển quay trở về đó, có đúng không ạ?